lại chuyện lãnh đạo Việt Nam háo danh, sai băng giả để thăng tiến, bị bại lộ. Chuyện các quan chức ở Việt Nam bị phát hiện sử dụng băng giả để thăng quan tiến chức không phải là chuyện lạ. Vấn đề chỉ là có bị lộ hay không. Ai được che chắn tốt thì dù dùng đến 10 băng giả vẫn thoát và tiếp tục leo lên những chiếc ghế quyền lực cao hơn. Mới đây, truyền thông nhà nước đưa tin ông Nguyễn Công Thắng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, vừa bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh này đề nghị kỷ luật với lý do sử dụng bằng thạc sĩ giả để làm luận án tiến sĩ. Cụ thể, khi bảo vệ luận án và được cấp bằng tiến sĩ, ông Nguyễn Công Thắng đã sử dụng giấy chứng nhận văn bằng giả thạc sĩ trong hồ sơ tiến sĩ của mình. Sau đó dùng bằng tiến sĩ này để thi nâng ngạch công chức. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh sử dụng văn bằng giả. Điều đáng nói là Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy là cơ quan kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên trong việc thực hiện điều lệ đảng và việc chấp hành luật pháp của nhà nước. Vậy mà ông Nguyễn Công Thắng vẫn giữ cái chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh, lại còn sử dụng bằng thạc sĩ giả mà rất lâu sau đó thì mới bị phát hiện. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Công Thắng đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cáo buộc đã vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Vi phạm của ông đã ảnh hưởng đến uy tín của các tổ chức đảng và cá nhân. Tỉnh ủy Bắc Ninh đã biểu quyết thi hành kỷ luật với ông Thắng, đồng thời báo cáo sự việc với Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Theo lý lịch tự khai, ông Thắng có 2 bằng thạc sĩ kinh tế và ngành luật, 1 bằng tiến sĩ kinh tế. Ông Thắng đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng ở tỉnh Bắc Ninh từ năm 2007. Cụ thể, vào năm 2019, khi mới 36 tuổi, ông Thắng đã được bổ nhiệm làm trưởng ban dân vận Tỉnh ủy Bắc Ninh. Sau đó, năm 2022, khi mới 39 tuổi, ông Thắng lại được bổ nhiệm làm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh. Theo Facebook Chính Hoàng Lý, một người thạo tin đã tiết lộ như sau: một ông tiến sĩ cờ vua làm đoàn đội rồi thần tốc ngạo nghễ lên ngai thành phố Bắc Ninh, nếu không bị phanh phui không chừng tiến sĩ sẽ thành cha mẹ dân nước Việt. Một ông tiến sĩ giả cầy 39 tuổi hiên ngang ngự ghế bao công phủ Bắc Ninh, khi đó tiến sĩ này được báo chí ca tụng coi là một tài năng hiếm có của nước Nam. Họ đều có một điểm chung là rất ưa rủi mải kinh sử lò Đông Đô, thích sưu tầm đủ thứ bằng cấp từ tiến sĩ cầu lông, cờ vua, tiến sĩ định và cực giỏi nghề rình ghế. Ông vừa bị giáng chức này nghe đâu là con một đồng chí cựu bí thư Bắc Ninh. Ông Nguyễn Công Thắng và bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh lúc đó là bà Đào Hồng Lan. Bên cạnh đó, vào thời gian gần đây, dư luận cũng bàn tán về việc trao chức danh giáo sư, phó giáo sư tràn lan. Giáo sư Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước cho biết, hiện nay cả nước có khoảng 1.600 giáo sư, 10.000 phó giáo sư, nhưng số lượng tham gia giảng dạy, nghiên cứu là con số rất nhỏ. Vậy mà Hội đồng giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 648 ứng viên của 28 ngành được đề xuất đủ tiêu chuẩn để xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư vào năm 2023. Đáng chú ý, ngành khoa học an ninh chỉ có một ứng viên duy nhất là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Công luận thấy rằng ông Nguyễn Hòa Bình không xứng đáng chức danh giáo sư vì không đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện tiên quyết là phải tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên các đề tài nghiên cứu khoa học. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Đó là chưa kể đến trình độ thật sự của chánh án Nguyễn Hòa Bình. Theo luật sư Trần Đình Triển, trưởng văn phòng luật sư Vì Dân từng khẳng định về người bạn đồng môn của mình, đại ý, khả năng pháp lý của chánh án Bình ở mức đọc một văn bản quy phạm pháp luật còn không hiểu. Được biết, ông Nguyễn Hòa Bình chỉ có một sự đóng góp ứng viên cho công cuộc phát triển đất nước là điều chưa đề cập đến cụ thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần tự hào nói rằng, đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Dư luận thấy rằng có lẽ phải kể đến kỷ lục về vấn đề bằng cấp, học hàm, học vĩ cũng như các chức danh của các quan chức lãnh đạo đảng. Cũng xin nhắc lại, tại vụ bê bối của trường đại học Đông Đô cấp bằng giả, đa số những người mua bằng của trường này
là cán bộ, công chức tại các địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Lại chuyện lãnh đạo Việt Nam háo danh, sai băng giả để thăng tiến bị bại lộ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Những ý kiến của các ông bà Nghị chỉ làm trò cười cho dân thì có Quốc hội để mà làm gì? Tình trạng một số không nhỏ các đại biểu Quốc hội Việt Nam do không có năng lực hay trình độ kém, cho nên các kỳ họp của Quốc hội thường đem đến những trò gây cười cho dân chúng. Trước đây, vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn Long An cho rằng chồng suốt ngày khen hàng xóm xinh đẹp cũng là bạo lực gia đình. Hay mới nhất, khi hàng loạt các doanh nghiệp ở Việt Nam gặp khó khăn, người lao động bị sa thải hàng loạt do thiếu việc làm, đời sống xã hội thì khốn khó khi giá cả tăng vọt, người bệnh thì thiếu thuốc. Vậy mà, chiều ngày 25 tháng 10, khi Quốc hội thảo luận về dự luật viễn thông sửa đổi, đại biểu Quốc hội Đoàn Bình Định, ông Nguyễn Văn Cảnh đã đề nghị cần phân nhóm SIM số đẹp đưa ra đấu giá để tăng thu ngân sách. Đại biểu Quốc hội đề xuất nghiên cứu đấu giá SIM số đẹp. Hiến pháp năm 2013 sửa đổi quy định rất rõ. Quốc hội Việt Nam có quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với các hoạt động của nhà nước. Vậy tại sao hàng chục năm qua, các đại biểu Quốc hội không thực hiện chức năng dựng luật hay pháp lệnh mà chỉ biết đưa ra những vấn đề vớ vẩn và vụn vặt đến như thế? Tình trạng luật, bộ luật, pháp lệnh hoàn toàn do cơ quan hành pháp, tức chính phủ soạn thảo, rồi đưa Quốc hội chỉ việc đóng dấu thông qua. Vậy thì có Quốc hội để mà làm gì cơ chứ? Thay vào đó, vào mỗi kỳ họp Quốc hội thì người dân lại có dịp cười nghiêng cười ngả những đề tài lạc lõng từ các vị đại biểu Quốc hội này. Đa số các đại biểu Quốc hội hiện nay họ không phải là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân và thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội như đã định. Tình trạng này đã khiến người dân và cử tri thắc mắc rằng tại sao các đại biểu Quốc hội lại ăn nói nhảm nhí đến như vậy? Hình ảnh một phiên họp của Quốc hội tại Việt Nam. Giới chuyên gia và dư luận thấy rằng có nhiều lý do khác nhau, song tựu chung là thứ nhất là trình độ của các đại biểu Quốc hội rất kém, dù họ khoác lên mình đủ thứ danh hiệu như giáo sư, tiến sĩ. Quan trọng hơn là họ không có ý thức được trách nhiệm của bản thân theo quy định. Bên cạnh đó, đa số các đại biểu Quốc hội không do cử tri bầu mà do cơ cấu cho đẹp đội hình theo chủ trương của Đảng, trong khi trình độ, kinh nghiệm sống, tầm suy nghĩ chưa đủ để đảm đương trọng trách đại biểu Quốc hội. Thứ hai là tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội là đảng viên theo quy định, họ phải hoàn toàn phục tùng mọi nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Vì vậy, những ý kiến có tính đột phá hay gợi mở để tháo gỡ khúc mắc, đề xuất giải pháp, họ không được phép phát biểu. Nói ra là bị quy chụp là trái với nghị quyết của Đảng thì sẽ ảnh hưởng đến công danh sự nghiệp. Vậy nên, đa số đại biểu Quốc hội hiện nay đều phát biểu theo lối chung chung, vô thưởng, vô phạt, thậm chí nói những điều hết sức ngớ ngẩn, còn tốt hơn cho bản thân họ. Đó chính là lý do tại sao trong nghị trường đa số các đại biểu Quốc hội chọn cách yên lặng ngồi nghe rồi bấm nút biểu quyết theo đa số chứ không dám thể hiện chính kiến của mình. Do đó, ý kiến hay câu nói rất chất lượng, đầy tâm huyết đi thẳng vào các vấn đề quốc gia, đại sự, quốc kế, dân sinh từ các đại biểu Quốc hội vì dân như Trương Trọng Nghĩa, Lưu Bình Nhưỡng v.v. đã dần vắng bóng. Đại biểu Quốc hội chánh án Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại nghị trường. Tiến sĩ Hoàng Dũng từ Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những đề nghị quái đản của họ là đại biểu Quốc hội, tôi không lấy làm lạ vì nó không liên quan gì đến chuyện họ có trúng cử hay không. Tất cả họ không phải do người dân bầu ra, cho nên họ chỉ cần được lòng lãnh đạo Đảng chứ không cần biết họ giỏi hay dốt.
Vì vậy, họ phát ngôn điên rồ cũng không có gì lạ. Việc Việt Nam cần phải trả lại cử tri quyền được bầu chọn thực sự các đại biểu quốc hội là nhu cầu cấp bách. Có như vậy thì quốc hội mới thực sự là tiếng nói thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Chứ đừng để tình trạng 500 đại biểu quốc hội chỉ làm mỗi một việc gây cười, mua vui cho thiên hạ như hiện nay. Điều này chỉ tốn tiền thuế của dân mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin những ý kiến của các ông bà nghị chỉ làm trò cười cho dân thì quốc hội để làm gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de